Ok, tình huống xảy ra tại đường Sa Lộ Hà Nội hướng chặng 2 đi ngã tư Thủ Đức, đoạn ngã ba khu công nghệ cao phường Linh Trung, Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Đấy, bắt đầu đèn đỏ này, xe 16 chỗ bắt đầu vượt đèn đỏ. Xem lại. Trời, quánh thẳng trực diện luôn anh em ạ. Này thì là ông 16 chỗ này là ông vẫn có cơ hội sửa sai, nhưng mà chắc là sẽ mất phải mấy niên đấy. Nhưng mà người anh em đi xe máy kia thì chắc chắn là phát này thì tôi nghĩ là khó qua khỏi lắm. Rất nhiều lỗi ở đây anh em ạ. Và ông 16 chỗ lại nhục rồi, tôi nói nhục thật sự luôn, chứ không nhục hơn nữa đâu anh. Tôi nói với các ông bao nhiêu lần về cái vấn đề ông vượt đèn đỏ rồi, nhưng mà các ông vẫn cứ như này. Nhưng mà lần này tôi nói với ông là ông muốn có cơ hội để sửa sai ấy, thì còn lâu lắm đúng không ạ. Và sau đó là các ông mất nhiều thứ lắm, mất quá nhiều thứ luôn. Cho nên là các ông ra đường, các ông nhớ vào, nhớ những cái điều mà tôi đã chia sẻ với các ông vào nhé. Chậm một vài giây không mất gì đâu, nhưng mà các ông chỉ nhanh 1-2 giây là các ông toi luôn, hiểu không?